Trong vòng 2 năm 2017-2018 sẽ tập trung giải quyết tất cả những chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm và hư hỏng nặng. Đây là khẳng định từ phía Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm, thời gian hoàn thành trong năm 2017. Đối với các chung cư có kết quả kiểm định là hư hỏng nặng, thời gian hoàn thành trong năm 2018. Đối với các chung cư cũ còn lại, chưa phải là chung cư hư hỏng nặng nguy hiểm, thành phố sẽ thực hiện khi có đề xuất tháo dỡ để xây dựng lại của chủ sở hữu chung cư. Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, trong đó có 14 chung cư có mức độ đánh giá nguy hiểm thuộc diện hư hỏng nặng cần được cải tạo sửa chữa gấp.